Hello, xin chào toàn thể quý nhá. Shop điện tử công nghệ cao online 0865 6826. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang trước mắt kính bạn nhé. Đây là hộp sản phẩm này. Thì cái mắt kính camera này là không xem được trên điện thoại của bạn nhé. Cái mẫu mắt kính này các bạn sẽ quay lưu hình ảnh vào trong thẻ nhớ rồi tháo thẻ nhớ ra cho vào điện thoại hoặc là cho vào máy tính để xem lại bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra nhé. Được bọc rất là cẩn thận bạn nhé. Đây là chiếc mắt kính đây. Mắt kính camera này. Mắt kính nhìn rất là khó lộ bạn nhé. Mắt camera được độ bên sườn đây. Rất là khó phát hiện. Trong một sản phẩm thì sẽ gồm có, thứ nhất là sẽ một cái khăn lau kính này. Một cái dây cắm sạc này. Thì đây là dây cắm sạc của máy Samsung luôn bạn nhé. Thì khi hết pin thì bạn sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sạc khoảng 1 tiếng là đầy pin bạn nhé. Pin các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng 5 đến 6 tiếng mới hết pin. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh các bạn nhé. Sử dụng chiếc kính này rất là đơn giản thôi bạn nhé. Các bạn chỉ cần gắn thẻ nhớ vào rồi cho vào máy tính rồi dùng thôi bạn nhé. Rất là đơn giản. Mình sẽ cất những phụ kiện không dùng đến ra. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang trước mắt kính này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình. Đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho bạn nhé. Và khi đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh YouTube đang phát thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong mắt kính cho mọi người. Và các bạn chỉ cần bật lên là quay thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc mắt kính camera này thì rất là đơn giản bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang trước mắt kính này và đi vào test cái chất lượng hình ảnh thực tế cũng như là hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết bạn nhé. Đây là chiếc mắt kính này, mắt camera được độ bên sườn đây. Trên camera nhé, các bạn thấy sẽ có một cái số nút này này. Nút này sẽ là nút bật nguồn, cũng là nút quay video luôn. Bên cạnh cái nút bật nguồn sẽ là một cái lỗ là lỗ bao đen các bạn nhé. Còn bên dưới đây sẽ là cây cắm sạc này. Đây thì để sử dụng thiết bị nhá thì các bạn sẽ gắn một cái thẻ nhớ vào. Đây mình đã chuẩn bị sẵn cái thẻ nhớ là 32GB bạn nhé. Sau đây mình sẽ gắn thẻ nhớ vào luôn. Đây thẻ nhớ thì bạn sẽ úp cái chiều mặt đồng vào trong bạn nhé. Đây úp chiều mặt đồng. Các bạn gắn chặt vào như này. Sau để sử dụng nhá, để sử dụng thì ví dụ đây các bạn bật nguồn. Đây mình sẽ quay như này các bạn xem. Để sử dụng nhá thì các bạn sẽ bật dí nút nguồn này. Đây. Dí nút nguồn khoảng 3 giây. Các bạn sẽ để ý thế trên màn hình sẽ sáng cái đèn màu đỏ đúng không? Để sáng đèn màu đỏ nhé, các bạn muốn quay video thì các bạn sẽ dí liền một nút đó khoảng 3 giây rồi các bạn bỏ tay ra. Thiết bị nó sẽ sáng đèn nó tắt đi các bạn nhé. Đây. Mình sẽ quay camera vào mặt đằng trước cho bạn xem đây. Camera mình sẽ quay vào mặt màn hình này. Đây. Cái mắt kính camera này là quay hình và ghi âm luôn các bạn nhé. Hình ảnh thì là full HD 1080, rất là sắc nét. Đây. Mình sẽ quay. Các bạn không muốn quay nữa nhá thì bạn sẽ bấm một lần thôi. Các bạn sẽ bấm một lần thì thiết bị sẽ tự động nhấp nháy cái đèn màu xanh rồi chuyển sang màu đỏ nhé. Các bạn muốn quay video một đoạn tiếp theo nữa thì bạn sẽ dí liền nút đó khoảng 3 giây rồi các bạn bỏ thấy ra. Đây thiết bị sẽ tắt đèn đi, là bao giờ tắt đèn đi là thiết bị đang quay video bạn nhé. Đây. Tí nữa mình sẽ cắm vào máy tính, mình sẽ test cho bạn là hai file video này. Cái tròng mắt này thì các bạn có thể là thay đổi cái tròng mắt được bạn nhé. Ví dụ như bạn nào bị cận mà các bạn muốn thay cái tròng mắt của bạn vào thì các bạn sẽ ra bảo thợ người ta thay cho cái tròng mắt này là được thôi các bạn nhé. Đây. Các bạn muốn lưu video thì bạn sẽ bấm lần nữa thôi. Đây thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ nhé. Đây sáng đèn màu đỏ là đèn chờ. Mình đã quay được hai cái file video rồi thì sau đây mình sẽ lấy cái thẻ nhớ đây ra, mình sẽ test cắm vào máy tính và mình sẽ test cho các bạn cái chất lượng hình ảnh của hai cái file video này các bạn nhé. Đây. Bởi vì là móng tay mình hơi ngắn nên là sẽ phải lấy một cái chọc sim này để chọc ra các bạn nhé. Đây. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái đầu lọc thẻ này, mình sẽ cắm vào máy tính.
Đây, cái bản camera máy tính thôi. Đó, mình sẽ quay cao cái màn hình lên nhé. Đây là kênh YouTube chính của đơn vị nhà mình các bạn nhé. Đó, trong kênh YouTube này của mình có rất là nhiều dòng sản phẩm từ camera ngụy trang cũng như định vị nghe nén, có rất là nhiều dòng sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào trong kênh YouTube này của mình tham khảo những dòng sản phẩm mà đơn vị nhà mình đã đăng video lên đây các bạn nhé. Đây. Đó, sau đó các bạn vào mục My Computer này, các bạn vào ổ E nhé, mà mục video. Đó, đây nó sẽ hiện ra hai cái file video mình vừa rồi mình test các bạn này. Các bạn muốn video thì bạn sẽ kích cái chuột này. Nó tắt đi các bạn nhé. Nó mình sẽ quay camera rất là nét luôn. Và mặt đằng trước các bạn xem. Đây. Camera mình sẽ quay vào mặt màn hình nhé. Đó. Đó, các bạn có thể tua nhanh, này tua chậm đều được các bạn nhé. Các bạn không muốn quay nữa các bạn nhé. Để quay nữa nhé. Tua thì đâu tua. Đó, đây là file video thứ nhất bạn nhé. Còn bên dưới là more là file video thứ hai này. Kích chuột hai lần vào. Thiết bị sẽ tắt đèn đi. Là bao giờ tắt đèn đi là thiết bị đang quay video bạn nhé. Đây. Tí nữa mình sẽ cảm ơn máy tính mình sẽ test cho các bạn hai file video này. Đó. Cái tròng mắt này thì các bạn có thể quay, các bạn có thể là thay đổi cái tròng mắt được bạn nhé. Ví dụ những bạn nào bị cận mà các bạn muốn bạn muốn lưu video được. Hình ảnh của con này thì rất là nét, không có điểm chê gì luôn bạn nhé. Các bạn sẽ bấm lần nữa. Và thu âm tiếng cũng rất là rõ nét. Đó, các bạn nào muốn xóa tất cả những file video đi thì bạn sẽ bôi đen vào này. Kích chuột phải, rồi chọn Delete, chọn Yes là sẽ xóa tất cả những file video đi các bạn nhé. Đó. Mình sẽ quay thấp cái màn hình xuống này. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang trước mắt kính. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang hình trước mắt kính này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đang quảng cáo thì bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì bạn hoàn là mày cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Ở video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.